Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Sát thủ chiến sự Nga gây khó khăn trên mặt trận chống, đánh giáp Laka khiến Ukraine hoảng sợ. Hé lộ về những quyết định táo bạo cần và đủ của Tổng thống Ukraine Zelensky trong xung đột ngày 1 tháng 7. Hungary tuyên bố muốn thành lập một liên minh mới trong nghị viện châu Âu sau đắc cử. Chiến sự Ukraine-Nga ngày 1 tháng 7, cảnh trực thăng Nga xuất kích và chút hỏa lực tới tấp vào vị trí của Ukraine. Thay đổi bất ngờ trong sư đoàn chủ chốt của Nga đang dốc toàn lực đánh chiếm Chasovia, Donetsk. Chiến thuật mới nhất mà binh lính Nga áp dụng để đột kích chiến hào Ukraine là sử dụng xe máy và xe buggy để di chuyển nhanh và rích rác qua khoảng đất trống trải, tiếp cận vào chiến hào Ukraine trước khi nhảy xuống cận chiến với đối phương. Chiến thuật xe máy này được quân đội Nga sử dụng trong bối cảnh Ukraine lui về cố thủ, gài min dày đặc để cản bước tiến của quân đội Nga. Xe máy có khả năng lạng lách linh hoạt qua bãi mìn để tiếp cận vào chiến hào đối phương. Binh sĩ và chỉ huy của Ukraine cho biết, những lần binh lính Nga cưỡi xe máy và xe buggy chiếm tới khoảng một nửa số các cuộc tấn công tại một số khu vực mặt trận. Họ cho biết, quân đội Nga đang sử dụng tốc độ và sự cơ động linh hoạt của xe máy để vượt qua các khoảng đất trống trải, nơi xe thiết giáp công kênh hơn, dễ bị phát hiện và tấn công. Chiến thuật xe máy là thích ứng mới nhất của Nga, trước là một chiến trường giải mìn dày đặc và thường xuyên bị theo dõi bằng máy bay không người lái UAV. Xe máy và xe buggy chạy nhanh, linh hoạt và khó bị bắn trúng bằng pháo. Điểm yếu của hai loại xe này chủ yếu là lính Nga ngồi trên đó không được bảo vệ trước hỏa lực của súng máy của đối phương khi tiến gần vào chiến hào. Tuy nhiên, nếu pháo binh Nga bắn chế áp thành công lực lượng Ukraine trong chiến hào, thì các xe mô tô này của Nga có thể tiếp cận được chiến hào. Khi tới nơi, bộ binh Nga sẽ để xe máy sang một bên rồi xâm nhập vào chiến hào Ukraine và cận chiến với đối phương. Tất nhiên, chiến thuật xe máy không thể thay thế cho lợi thế pháo binh của Nga bên sở hữu lượng pháo và đạn pháo. Đây là chiến thuật bổ sung giúp bộ binh Nga tiếp cận vào chiến hào đối phương dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc sử dụng xe máy và xe buggy cũng sẽ giúp quân đội Nga tiết kiệm được xe bọc thép trong bối cảnh xung đột kéo dài theo kiểu tiểu hào. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 30 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho rằng các cuộc tấn công vào khu vực biên giới của Nga đã giúp bảo vệ mạng sống. Ông Zelensky nói, "Chúng tôi đang thảo luận với các đồng minh trong những tuần tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc để đạt được những quyết định cần thiết." Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng thế giới càng sớm giúp đỡ Kiev đối phó với chiến đấu cơ của Liên bang Nga mang theo bom thì nước này càng có khả năng tấn công sớm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và sân bay quân sự của Liên bang Nga. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi các lực lượng Nga hôm 30 tháng 6 đã tấn công trung tâm Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bằng một quả bom dẫn đường, khiến cho một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương và đốt cháy các tòa nhà cũng như xe cộ. Về phía Ukraine, theo hãng tin AP, giới chức nước này đang thúc giục Mỹ cho phép sử dụng các tên lửa tầm xa ATACMS do Washington sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cuối tháng 5, các phương tiện truyền thông đã đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lặng lẽ bật đèn xanh cho các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí của Mỹ nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì mục đích phản công ở khu vực Kharkov. Sự thay đổi chính sách này sau đó đã được Tổng thống Joe Biden xác nhận. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine chỉ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở gần biên giới Nga nếu Moscow dùng vũ khí ở phía bên kia biên giới để tấn công vào các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tuyên bố muốn thành lập một liên minh mới trong nghị viện châu Âu-EU cùng đảng tự do FPÖ cực hữu của Áo và phong trào trung dung ANO của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš. Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo FPÖ ngày 30 tháng 6 vừa qua, ông Herbert Kick và ông Babiš, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã cho biết, "Chúng tôi có trách nhiệm ra mắt cường lĩnh mới và phe mới này. Tôi muốn nói rõ ràng đây là mục tiêu của chúng tôi, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các đảng khác." Liên minh mới này được giới thiệu với tên gọi Những người yêu nước vì châu Âu. Sẽ cần sự ủng hộ từ các đảng ở 4 quốc gia khác để được công nhận là một phái trong nghị viện châu Âu. Thủ tướng Orbán chia sẻ, một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu từ đây và khoảnh khắc đầu tiên có lẽ là thời điểm quyết định của kỷ nguyên mới này là việc hình thành một phái chính trị mới và sẽ thay đổi nền chính trị châu Âu. Ông Orbán cho hay, ba chính trị gia này đã ký một hiến chương yêu nước,
hứa hẹn hòa bình, an ninh và phát triển, chứ không phải xung đột, di cư và sự trì trệ mà giới hòa bình ở Brussels đã mang tới. Hungary bắt đầu đảm nhận ghế chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng tới, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7. Trước đó, kết quả bầu cử nghị viện châu Âu EP với kết quả cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia gồm Đảng Nhân dân châu Âu EPP, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ SND và Đảng Đổi mới châu Âu RE vẫn giữ nguyên được đa số với tổng cộng 400 trên 720 ghế trong EP nhiệm kỳ 2024-2029. Trong xung đột vũ trang tại Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng trực thăng tấn công Mi-28NM, trang bị hỏa lực mạnh để tiến đánh đối phương. Các phi công trực thăng Nga bao gồm chiếc Mi-28NM đã phải học cách xuất kích nhanh, tấn công gọn, đồng thời cơ động hỏa lực Ukraine rồi trở về căn cứ an toàn. Với hỏa lực mạnh và tính cơ động cao, trực thăng Mi-28NM được xem là khắc tinh đối với xe thiết giáp cũng như quân đội đối phương trên mặt đất. Clip này ghi lại toàn cảnh máy bay cất cánh, không gian bên trong buồng lái và cụm vũ khí của máy bay sau khi phóng loạt rocket không dẫn đường vào vị trí ngụy trang của quân đội Ukraine. Phi công nhanh chóng điều khiển trực thăng trở về căn cứ. Sư đoàn không cần vệ số 98, một trong những sư đoàn chủ chốt của Nga đang cố gắng đánh chiếm thành phố Chasovia ở miền đông Ukraine, mới đây dường như đã thay đổi tư lệnh mới. Theo Long Wall Journal, sự thay đổi được đánh giá là diễn ra khi lực lượng Nga đang vật lộn để tiến lên trong trận chiến kéo dài nhiều tháng qua của họ tại Chasovia. Lý do dẫn đến sự thay đổi tư lệnh của sư đoàn số 98 đến nay vẫn chưa được làm rõ. Theo đó, tư lệnh trước đây của sư đoàn số 98 là thiếu tướng Yevgeny Tonkik, 48 tuổi. Trước khi đảm nhận chức vụ này vào năm 2022, ông Tonkik đã chiến đấu ở Chechnya và Syria, đồng thời là chỉ huy nhiều đơn vị và đội hình khác nhau trong lực lượng dù Nga VDV, gần đây nhất là sư đoàn dù cận vệ 106. Vị tướng này được tăng quân hàm hiện tại vào tháng 2 và vẫn giữ quyền chỉ huy sư đoàn 98 cho đến đầu tháng 5. Tuy nhiên, tình trạng này dường như đã thay đổi vào ngày 22 tháng 6. Cụ thể, một kênh Telegram liên kết với sư đoàn 98 mới đây đã đăng một thông điệp của tư lệnh mới của sư đoàn số 98. Chúc mừng trung đoàn không vận cận vệ 299 mới được tái lập. Thông điệp mới được ký bởi thiếu tướng R. Yevkodimov. Theo Long War Journal, chữ ký trên có thể thuộc về thiếu tướng Ruslan Yevkodimov, 46 tuổi. Tướng Yevkodimov đã lãnh đạo trường chỉ huy nhảy dù cao cấp cận vệ Ryazan của VDV kể từ năm 2011. Trước đó, ông chỉ huy lữ đoàn tấn công không cận vệ số 11. Có nhiều đồn đoán liên quan đến sự thay thế tư lệnh sư đoàn số 98, bao gồm khả năng tướng Tonkin tử trận hoặc bị thương. Nhưng lý thuyết đơn giản nhất có thể chỉ là Moscow phân công lại nhiệm vụ của các tướng lĩnh, bao gồm ông Tonkin. Nhiệm kỳ của các chỉ huy, sư đoàn và lữ đoàn VDV có thể khác nhau, nhưng nhiệm kỳ kéo dài từ 2 đến 3 năm là phổ biến. Tướng Tonkin cũng không phải là vị chỉ huy VDV đầu tiên của Nga bị thay thế trong năm nay. Vào tháng 1, Đại tá Alexander Nemolyayev, người đã chỉ huy lữ đoàn không kích cận vệ độc lập số 83 kể từ năm 2021, được bổ nhiệm nắm quyền chỉ huy sư đoàn số 106. Ông thay thế thiếu tướng Vladimir Selivostov, người đã chỉ huy sư đoàn này trong vòng 2 năm rưỡi qua. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!